Hơn một năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã đưa một số dự án trong quy hoạch khu đô thị Cảng Hiệp Phước ra khỏi kế hoạch sử dụng đất để giải quyết cho người dân được cấp phép xây dựng nhà ở và hợp thức hóa nhà đất sau nhiều năm sống trong quy hoạch. Đó là tin rất vui cho gần 1.000 hộ dân tại khu quy hoạch khu công nghiệp Hiệp Phước và khu cảng Hạ Lưu Hiệp Phước. Theo đó, người dân được cấp phép xây dựng tạm trên đất ở với quy mô 1 tầng. Dù chỉ là xây dựng có thời hạn nhưng người dân nơi đây cũng đã rất vui mừng vì được cải tạo, nâng cấp nhà cửa. Ông Nguyễn Văn Phương, ngụ ấp 3 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè là một trong số đó. Sau khi được cấp phép xây dựng, căn nhà chật chội cũ kỹ trước đây đã được thay áo mới bằng căn nhà một tầng kiên cố, khang trang, sạch đẹp. Tôi đang đứng trước căn nhà của anh Nguyễn Quang Phương ở xã Hiệp Phước của huyện Nhà Bè. Căn nhà này vừa mới được anh Phương xây dựng cách đây khoảng chưa đầy một năm. Thì sau rất là nhiều năm ở trong cái khu quy hoạch của khu đô thị cảng Hiệp Phước, thì gia đình anh không thể xây dựng là sửa chữa lại nhà cửa, cho nên khi mà Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã đưa cái khu vực này ra khỏi cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì người dân ở đây đã được tạo điều kiện để sắp xây dựng lại nhà cửa. Thì anh Phương sau một năm xin phép xây dựng thì bây giờ căn nhà của anh đã rất là khang trang. Thì người dân ở đây rất vui mừng sau khi mà đã được thoát khỏi cái quy hoạch treo và đã được xây dựng nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Cha mẹ có nhà cấp 4 ở đây, thì trong cái nhu kỳ mà để muốn sửa nhà lại là chưa sửa được nhưng mà được. Hiện nay thì mới vừa năm rồi, năm 2021, thì có ở xã và trên huyện nó có cho xin chữa đầy các nhà lại. Thì đây là cũng mừng lắm, là mới các nhà sửa lại vừa xong, đây bà con cũng mừng. Nói chung ra là cho giải quyết xây dựng vậy thì một phần người dân cũng một phần đã an tâm để mà lo làm để tạo kinh tế. Rồi ở nó cũng hơi thông thoáng một tí. Dù chỉ là xây dựng có thời hạn, nhưng người dân vẫn rất vui mừng và phấn khởi. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn nhà nước sớm thực hiện quy hoạch hoặc có hướng giải quyết cho dân được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo vấn đề nhà ở. Bà con đã cấp phép xây dựng chỉ ở tạm đó thôi chứ không được quyền tách thửa. Do đó mà nhà người dân ở Hiệp Phước đây đó là sống cái tình trạng bốn thế hệ rất là nhiều. Đó, thì do tôi mong mỏi ở các cấp lãnh đạo, các cơ quan thành phố, các cơ quan có chức năng làm sao để cho bà con nhân dân ở Hiệp Phước được quyền tách thửa, chuyển đổi mục đích. Để cho bà con người dân là sống được coi như là thoải mái chia ra, để khỏi phải sau này khỏi phải tranh chấp về quyền lợi người này người kia mà khỏi phức tạp đó, mong mỏi cái điều đó đó. Chứ cái nữa là làm sao nếu mà giai đoạn khu công nghiệp thực hiện thì phải giải quyết thực hiện, còn không thì xóa bỏ, phải có quyết định xóa bỏ để người dân làm việc này trên kia. Chứ người dân bây giờ mong mỏi muốn làm nhưng mà cũng hơi khó. Theo đổi thì hiện nay về trên địa bàn thì nó dính vô khu đô thị cảng, thì một số hộ dân có đất cảo thì cũng một số ít thôi, nhưng mà do vướng cái quy hoạch thì trước kia xin phép xây dựng của người dân cũng rất là khó khăn, nhưng mà hiện nay đã tháo gỡ một phần nào cho người dân được xin phép xây dựng. Nhưng mà tới đây thì kiến nghị cấp lãnh đạo huyện và thành phố cũng có cái hướng để tháo gỡ cho người dân chuyển mục đích và tách thửa gia riêng cho con, để tạo điều kiện cho người dân được xây dựng nhà cũng như là để mà phát từng bước để phát triển cho người dân được tốt hơn. Hàng năm thì ở thành phố cũng có đưa vào sử dụng kế hoạch sử dụng đất trong cái khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3, thì cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân. Từ những khó khăn đó thì ở xã và huyện cũng có kiến nghị thành phố, thì hiện nay là thành phố cũng đã không đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm nữa, thì từ đó là huyện thực hiện cái thủ tục cấp phép tạm cho người dân để giải quyết về cái nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên thì ở góc độ địa phương thì cũng mong muốn là lãnh đạo cũng xem xét đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước để người dân, hoặc là có những chính sách để giúp người dân được phép là chuyển mục đích hoặc là tách thửa để giải quyết cái nhu cầu nhà ở người dân hiện nay trên địa bàn xã. Theo ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, để giải quyết quyền lợi hợp pháp và nhà đất của người dân sống trong quy hoạch khu đô thị Cảng Hiệp Phước, tháng 4 2020, huyện Nhà Bè đã đề xuất cho người dân sống trong khu quy hoạch gồm khu đô thị Hiệp Phước, Cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp Hiệp Phước được xây dựng nhà ở có thời hạn với quy mô 1 tầng. Huyện Nhà Bè cũng đưa dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 và khu cảng Hạ Lưu Hiệp Phước ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
Do trước đó vào năm 2017, trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Nhà Bè, công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận chủ đầu tư dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hai khu đất này để thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát vào năm 2020 đã quá 3 năm, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện dự án nên huyện Nhà Bè đã quyết định đưa ra khỏi kế hoạch thực hiện. Chức năng quy hoạch của hai khu này vẫn giữ nguyên. Ông Nguyễn cho biết, nếu tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với gần 1.000 hộ dân trong khu vực. Vì vậy, huyện đã quyết định đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm để giải quyết quyền lợi cho dân. Ngay sau đó, huyện đã công bố công khai để người dân biết thực hiện nhu cầu của mình. Tính từ khi phê duyệt của chủ trương cho phép người dân xây dựng tạm trong quy hoạch khu đô thị Cảng Hiệp Phước đến nay, huyện Nhà Bè đã giải quyết cấp phép xây dựng tạm cho 116 hộ dân, 43 trường hợp xin sửa chữa, cải tạo nhà ở, 2 trường hợp cấp mới giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho dân. Hiện nay, huyện vẫn tiếp tục xem xét giải quyết nhu cầu cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân trong khu vực này. Đáng chú ý, hiện nay huyện Nhà Bè đang lập thủ tục điều chỉnh 83 ha đất trong quy hoạch khu đô thị Hiệp Phước thành đất dân cư để khôi phục toàn bộ quyền lợi về nhà đất cho dân. Việc chuyển 83 ha đất trong khu vực này thành đất dân cư hiện hữu sẽ giải quyết quyền lợi cho hàng ngàn hộ dân tại huyện Nhà Bè đang sống trong quy hoạch. Khu đô thị Cảng Hiệp Phước có tổng quy mô 3.911 ha, trong đó gồm khu đô thị Hiệp Phước 1.354 ha, Cảng Hiệp Phước hơn 2.600 ha, riêng khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 là hơn 392 ha. Theo huyện Nhà Bè, hiện nay khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giai đoạn 3 vẫn chưa được triển khai. Khu đô thị Hiệp Phước 1.354 ha hiện vẫn chưa triển khai do chưa có nhà đầu tư. Huyện đang tập trung quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.